Xin chào mọi người, bữa nay Thảo ăn mì bò rau muống nha. Thảo có cắt thêm trái ớt vô nữa. Mì này không phải là mì cay, không hỏi luôn. Rồi, mời mọi người nha. Này là mình ăn sáng nha mọi người. Ăn sáng cái tô siêu to khổng lồ. Wow, quá trời quá đất nóng. Cái tô này rất là bự luôn á. Cái này có một gói thôi á mà nó nhiều như vậy đó. Wow, nóng quá. Ăn sáng như làm nó tới chiều luôn. Cái mì này nó không có cay, tự mình làm cho cay. Thảo cho tương ớt rồi Thảo cắt ớt, cắt ớt trái vô, giờ Thảo nặn chanh vô nữa cho nó chua. Thảo nấu lỏng vậy đó chứ không có hấp hết nước đâu, chủ yếu mình ăn ăn mì thôi. Cái nước nó không cay nhiều, nó hẹp hẹp thôi, nhưng mà tại vì Thảo ăn miếng ớt á. Quá xa nhiều luôn. Cái tô mì này á
Hai người ăn. Còn mình Thảo xử hết luôn. Quá dữ. Cay. Cắn mấy miếng ớt á mọi người. Cay. Nước lỏng bỏng luôn. Tại Thảo không có thích ăn nước. Nhưng mà mình nấu phải có nước. Chứ nấu ít nước quá cái lát nữa nó rút á mọi người. Nó giống như mì xào vậy đó. Quá dữ. À, vừa nóng nè. Cay. Chua chua. Rồi, cảm ơn mọi người. Bye bye.